Hello các bạn, xin chào các bạn. Đây sẽ là clip mình mong rằng là sẽ là clip cho series mới hướng dẫn cho những bạn mới làm quen với lại Dota 2 trong năm nay sau mùa giải The International. Đây là video đầu tiên mà mình làm để gửi đến các bạn. Thì đã có rất là nhiều video hướng dẫn các bạn lập tài khoản và download game về rồi, và bản thân Pew Pew kênh ở cái channel của Pew Pew cũng đã có rồi. Thì các bạn có thể tìm Pew Pew hướng dẫn Dota 2 đại khai như vậy thì các bạn sẽ có thể lập tài khoản và download Dota 2 về. Thì đây chính là màn hình đầu tiên của một cái nick mới tinh của Dota 2. Thì tùy vào việc là các bạn mới chơi Dota 2, mới làm quen với lại MOBA hay là eSports hay là ARS thì các bạn sẽ chọn. Ví dụ như các bạn chưa bao giờ chơi game cả, chưa bao giờ chơi game thể loại này, các bạn có thể chọn Am Beginner. Nó rất là quan trọng ở cái đoạn chọn này. Bạn chọn Am Beginner có nghĩa là bạn sẽ chơi với những người mà sẽ toàn là những người chưa đánh Dota 2 bao giờ, chưa, có nghĩa là họ không biết gì hết. Nó sẽ rất là phù hợp với những bạn mà còn mới tinh. Nếu như bạn đã từng chơi LoL hay là chơi Horn hay chơi Smite hay Strife, rất là nhiều game tương tự, bạn có thể chọn cái dòng lựa chọn thứ hai. Hoặc là các bạn cũng đã có thể chơi những cái ATS game, những cái game tương tự, còn đâu là những cái game mà giống như là Dota 2 thì có Dota 1, Horn, League of Legends, Smite, Another Game ở đây thì các bạn có thể chọn. Hoặc là các bạn đã chơi Dota 2 rồi thì các bạn có thể chọn là tôi đã chơi Dota 2 rồi vì coi như đây là nick mới. Thật ra thì cũng không thể chắc chắn được rằng bạn sẽ chơi với những người mà cùng cái mục đích với bạn. Bởi vì bây giờ ví dụ như mình click vào Am Beginner và mình ấn Make Selection thì mình cũng sẽ chơi với các bạn thôi. Nhưng mà well, mình không phải là người như vậy, nhưng mà chắc chắn là sẽ có những người như vậy, kiểu như là cảm thấy sao nhỉ? Họ thích cái cảm giác bá đạo một mình bá đạo server kiểu kiểu vậy. Nhưng mình sẽ chọn là I have played Dota 2 và sau đó mình Make Selection. Tùy vào các bạn nha, các bạn có thể chọn kể cả những bạn từ low qua hay hon qua, các bạn có thể chọn cái này và chọn cái Smite, Horn, League of Legends này để có thể phù hợp với các bạn. Mình đã sẽ chọn là mình đã chơi Dota 2 rồi. Bởi vì mình chọn cái này có mình sẽ đánh với những người đã chơi rồi, đã làm quen, đã biết về Dota 2 rồi, hay là kể cả những bạn mới muốn thể hiện mình, muốn nhảy ngay vào đây cũng được, không sao, có vấn đề gì cả. Và mỗi một cái lượt chọn ấy thì sẽ có những cái hướng dẫn khác nhau. Nếu như mình chọn tôi đã chơi Dota 2 rồi thì nó sẽ ghi là Welcome back, có nghĩa là chào mừng trở lại, thì mình sẽ Let's play. Đầu tiên đó là các bạn phải setup cho cái setting của các bạn nó phù hợp với các bạn. Ví dụ như là video, ở đây phần video và audio các bạn có thể chọn 16.9 hoặc là cái màn hình của các bạn cho nó phù hợp. Resolution tùy các bạn, mỗi cái máy có một cái resolution riêng. Và các bạn nhớ, thường thì cái này mọi người hay quên này, nhớ chọn borderless window. Nhớ chọn borderless window khi mà các bạn out tab, các bạn nghe nhạc, Facebook hay làm bất kỳ một cái gì khác thì các bạn sẽ không bị crash. Các bạn mà để full screen thì nó có cái phần trăm là các bạn sẽ bị crash. Còn Windows thì không ai để window, và nếu như các bạn đã để window thì lên để borderless window thì nó sẽ tốt hơn. Mình thì mình giữ nguyên như thế này và chỉnh volume sao cho nó phù hợp với các bạn. Và play sound in desktop có nghĩa là kể cả các bạn out tab là cái tiếng của các bạn vẫn nghe được cái tiếng ở trong đó. Và advanced thì tùy vào cấu hình máy các bạn sẽ chọn cho phù hợp. Mình thì mình để rất là thấp như thế này thôi. Còn ở phần hotkey rất là quan trọng. Có những bạn chưa chơi Dota 2 bao giờ thì các bạn để ý, hoặc những bạn đã chơi rồi thì Dota 1 rồi thì các bạn có thể vào đây chỉnh để nó giống với Dota 1, thì các bạn chỉ việc tích vào đây thôi, nó sẽ giống hệt Dota 1. Nhưng mình đã quen chơi QWERD thì mình sẽ để nguyên như thế này. Còn item thì mình quen đã để rồi, chuột 4 chuột 5 là mình để ở đây. Ở đây sẽ là V rồi dấu cách là ở trên này. Ở đây sẽ là đây sẽ là số 4, ở đây sẽ là C. Thì mình đã quen rồi thì mình setup luôn như thế này. Gọi hero của mình sẽ là số 1. Other unit là dấu huyền. F2, F3, vâng, F3, F4. F3, F4 sẽ là chuyển đồ và đưa đồ nhanh, F2 là gà. Thì đây mình đã chỉnh hết rồi, không có bất kỳ một cái nào mà như các bạn thấy là nó, mình đã chỉnh cho nó phù hợp với bản thân mình. Các bạn có thể chỉnh cho phù hợp với các bạn. Và có lẽ chỉ vậy thôi, chúng ta có thể là bắt đầu trận đấu rồi. Hoặc là các bạn có thể chỉnh auto attack. Tất cả các setting này các bạn có thể tùy chỉnh cho giống hệt ở Dota 1, thêm cái phần walkie nữa. Thì không có bất kỳ một cái gì mới lạ ở đây cả. Và sau đó thì việc đầu tiên mà chúng ta làm khi mà bắt đầu một trận đấu đó là chúng ta tùy chọn cái khu vực của mình cho nó phù hợp. Các bạn hoàn toàn có thể ấn automatic, có nghĩa là nó sẽ tự động chọn server phù hợp với mình. Ví dụ như nhiều người có thể chơi từ trên 2 server trở lên, nhưng có nhiều người như mình thì chỉ có chơi server Úc thôi. Mình mà chơi server C thì ping nó sẽ rơi vào tầm khoảng 250-300. Thì mình
cái ping hiện ở đây chưa chắc đã chuẩn đâu, 39 ping của Úc này, khi mà vào thực tế khi mà chơi thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 100. Úc 200 thì nó sẽ server Đông Nam Á 200 thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 250 đến 270 hoặc 300. Đó thì đại khái là như vậy. Thì tùy tùy các bạn, mình để auto cũng được, save với setting. Tiếp theo các bạn chọn game mode, các bạn biết chơi game mode như thế nào. Với những bạn mới chơi thì nên chọn Opic, có nghĩa là thoải mái chọn trong 103 hero các bạn chọn thoải mái, hoặc các bạn có thể tùy chọn cho nó phù hợp với các bạn với những cái mode khác. Và chọn tiếng thì ở đây không có tiếng 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 Việt đâu, nên là các bạn cứ để tiếng Anh cho nó dễ. Còn theme thì các bạn hoàn toàn có thể chọn theme map hoặc là classic map, nhưng mình thì mình thường chọn là classic map, kể cả là vào event. Cái này nó, khi mà vào event cái map nó sẽ thay đổi đi. Mình thì mình không thích lắm kiểu băng tuyết này nọ, mình không thích lắm thì mình để no preference, có nghĩa là mình chỉ để classic cái map cổ điển thôi. Mình đã chọn server xong rồi, chọn mode xong rồi, tất cả đã xong rồi. Mình có thể đổi tên nếu như mà mình muốn. Để có thể bắt đầu trận đấu. Và sau đó các bạn chỉ việc ấn file match thôi. Cái nick level 1 và chưa đánh trận nào các bạn thì chỉ có file match được bằng file match thường, hoặc là practice 1 đấu 1 ở mid lane, hoặc là đánh với bot, tùy các bạn. Những bạn nào mà chưa chơi bao giờ thì mình thật sự khuyên các bạn hãy đánh với bot, không có vấn đề gì phải xấu hổ cả. Các bạn đừng nhảy ngay vào đánh với những người biết chơi rồi. Thứ nhất là nó sẽ tạo ra gánh nặng cho những người đã chơi rồi, họ cảm thấy khó chịu. Kể cả bạn đánh có đến khi các bạn đánh rank, các bạn có được rank 3002 hay 3003 hay chăng nữa, nhưng khi các bạn đánh với những người đã biết chơi rồi thì cái rank 3002 và cái rank 3003 đấy của bạn lại không phải là cái rank 3002 3003 của những người mới chơi rồi. Ví dụ bạn đánh được 2-3 con, bạn cũng biết đánh nên này nọ, nhưng khi vào bạn không biết làm combo với những con hero khác, bạn không biết là cái con hero đối phương nó có cái gì nguy hiểm với mình, nên là rank nó chỉ là một cái để nói đến thôi. Mình gặp nhiều trường hợp những bạn đã chơi Liên Minh Huyền Thoại hay là Hon hay là Smile có vào và nói là ôi rank tôi sau một tháng chơi cái trò này dễ quá, rank tôi cũng 3500, 4000, mà tại sao chúng nó chửi tôi núp rồi chửi tôi là không biết chơi này nọ. Thì mình có gặp trường hợp đấy. Bạn không tồi, bạn không tệ, người ta cũng không xấu, người ta cũng chỉ muốn đánh game thôi, bạn muốn đánh game thôi, không ai muốn chửi ai cả. Nhưng cái rank của bạn nó cũng chưa thể nói được rằng là bạn biết chơi game này. Bản thân có những người đã chơi game 3-4 năm thì người ta vẫn có những cái người ta không biết, thì bạn mới chỉ chơi 1 tháng 2 tháng thì không có thần đồng nào mà biết hết được ngay cả. Nên là mong các bạn hiểu cho cái vấn đề này và tập đánh với bot trước nếu như các bạn chưa làm quen với Dota 2. Còn nếu như các bạn đã đánh với Dota 2 rồi thì bạn hoàn toàn có thể file match ngay để đánh với người. Thì cái này là tùy các bạn. Mình sẽ bắt đầu một trận đấu ngay bây giờ và mọi thứ sẽ được bắt đầu. bạn nào mà chưa biết cách lập nick và DAO thì các bạn search lại ở trong cái channel của mình có đấy, có nick hướng dẫn rồi. Vâng, rất là nhanh chóng, sau khi file khoảng 1 phút thì đó thì mình sẽ có game và mình sẽ ấn accept nếu như mình muốn vào game, hoặc decline có nghĩa là bạn có việc gì đó, nhưng mà tất nhiên là mình ấn accept rồi. Và như các bạn có thể thấy thì cái màn hình load của mình là màn hình của Valve đưa ra, đó là Aegis, The International, đang mua The International mà, nên là cái màn hình Aegis nó như thế này. Rồi khi mà trận đấu bắt đầu thì nó sẽ hiện ra là bạn nào đã load được vào, bạn nào chưa. Còn cái 60 694 này nọ thì là level của sách thôi, các bạn không cần quan tâm. Ok, khi các bạn hoàn toàn có thể ấn vào grid view ở bên này, ấn vào grid view thì các bạn sẽ dàn ra hết tất cả các hero. Còn nếu mà ấn vào card view là giống như chọn card vậy, giống như là chọn những cái lá bài vậy, nhưng mà mình thì quen gọi chọn grid view. Các bạn để ý ở đây tất cả bên phía bên cùng phía bên trái là strength, là những tướng mà khỏe về máu, thường là những tướng khỏe về máu 99% là như vậy, nhưng có một số con nó giật dẹo, nó không hẳn là khỏe về máu, nó cũng không hẳn là, ví dụ như là con
Spirit nó là hero strength đấy, nhưng nó cũng không hẳn là tăng cờ. Hay là Earthshaker nó là hero strength đấy, nhưng nó cũng không phải là hero bay vào trước rồi các kiểu, mà nó là hero kiểu combat. Thì 99% đại khái là cứ ở đây bên này là máu trâu giáp khỏe, nói chung ở bên này. Ở giữa là Agility, có nghĩa là những con mà giống như kiểu là ở Việt Nam các game võ lâm hay nói là nhanh nhẹn và sát thủ ấy. Thì là Assassin, rất là nhiều Assassin ở cái cột ở giữa này. Phantom Assassin, Templar Assassin, rất là nhiều Assassin, Sniper cũng thể gọi là Assassin, rất là nhiều Assassin. Và cuối cùng đó chính là Intelligent, có nghĩa là kiểu phép thuật vậy. Mình chỉ còn 3 giây nữa để mình pick thôi. Thì mình sẽ ấn random, lần này mình sẽ đánh random. Slug, vậy là Agility, có nghĩa là sát thủ. Mà nó cũng đúng là sát thủ thật. Và các bạn có thể thấy thì nếu như mà hết thời gian pick mà các bạn không pick ấy, các bạn sẽ bắt đầu bị trừ tiền. Mỗi một giây là một vàng. Đánh Dota 2 các bạn không có nhiều thời gian để làm quen rồi. Dota 2 một sai lầm, một cái sự chậm rãi thì các bạn sẽ bị punish, các bạn sẽ bị trừng phạt rất là cao, từ vàng, kể cả bạn chết mất vàng, mất điểm kinh nghiệm, rất là nhiều thứ. Nên là tốt nhất các bạn không nên, các bạn nên học hỏi, đọc guide, xem video, xem stream của những người ta hay làm video hay xem stream, không hẳn chỉ mình mà rất là nhiều người khác phù hợp với các bạn, để các bạn có thể làm quen với Dota 2 nhanh chóng. Slug thì early máu nó rất là mỏng, giáp nó cũng mỏng, nhưng được cái nó có skill bay nhảy và nó là có thể làm carry. Các bạn sẽ lấy skill nhảy trước, thường thì nên lấy những skill nhảy như này cho nó dễ chạy cho các bạn. Các bạn sẽ mua một cái khiên rất là rẻ thôi, có 250 đồng, để có thể đỡ chịu đòn được từ creep hay hero early. Mua những cái đồ mà để có thể gọi là regen như là tango hay là bình máu này. Rồi sau đó thì các bạn có thể mua thêm hai cái này để tạo thành một cái khiên cũng được. Chơi thế này cũng an toàn, hoàn toàn không có vấn đề gì. Các bạn hoàn toàn có thể mua cái khiên này ngay, Pullman Shield này ngay, nó 550. Nhưng trong trường hợp là các bạn có 800 vàng là các bạn random nha. Các bạn mà pick nó chỉ có 600 vàng thì các bạn không thể mua được ngay cái khiên này. Thì các bạn chỉ có mua cái khiên đầu tiên, cái khiên ghẻ 250 đồng thôi. Chứ các bạn đừng vào game một cái, các bạn pick Slug, sau đó là các bạn ấn luôn vào Pullman Shield là các bạn hết tiền để mua bất kỳ một cái gì khác. Các bạn phải nhớ nha, nghe cho kỹ. Bạn nào mà mới chơi thì đừng có nhảy vào mua ngay cái Pullman Shield nếu như các bạn không random và các bạn không có tiền nữa. That's right. Rồi mình sẽ đi land với lại có thể là có first blood rồi. Rồi không có first blood rồi, nó lấy skill rất là khéo đấy, là skill bão cát. Skill bão cát như này thì mình không thể nhìn thấy nó, nhưng mà nó lại còn deal damage với mình nữa. Và nó nằm yên ở cái đấy, các bạn muốn giết thì phải có dust hoặc sentry hoặc là cái skill gì đấy để có thể gọi là nhìn được nó nằm ở đấy, coi như là một dạng invi, nhưng mà mình biết nó nằm ở đấy thôi. Chứ còn thì các bạn cố gắng last hit. Nếu như mà ping mà không khoảng 100 gì đấy thì last hit sẽ không nặng nề, nhưng mà nếu như mà ping khoảng 150 thì sẽ là hơi đau đầu khoảng last hit một chút xíu. Các bạn chơi Slug, các bạn nhớ lấy một điểm của cái skill 3 này early, nó cướp agility, nó cướp cái điểm của đối phương, càng đánh thì mình càng khỏe, càng đánh được vào đối phương thì mình càng khỏe. Nó kiểu như nó hút sức mạnh của đối phương để chuyển đau đớn của đối phương thành sức mạnh của bản thân, kiểu ấy. Các bạn có thể, mình không thể nhảy được, nó xa lắm. Mình nhảy có thể miss hoặc là kể cả được. Rồi. Nó thằng này nó hơi ngáo, nó hơi tự tin vào cái EV của nó quá thì. Rồi. Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục cắn cây. Các bạn để ý cắn cây nhiều một chút. Cái này có hơn cái khác một chút xíu so với một số game khác mình có biết, như là các bạn nào mà mới chơi lên điện thoại hay là bất kỳ một cái game gì khác, thì các bạn sẽ cái uống máu, cái này là cái điểm thú vị này. Cái uống máu ở đây ấy, thì các bạn mà bị nhận một đem, dù là một đem, hai đem, ba đem gì đấy, các bạn đang uống máu mà bị nhận đem ấy, thì nó sẽ bị mất cái uống máu đấy. Nhưng cắn tango thì lại được, cắn tango là cắn cây này. Các bạn nhìn thấy ở đâu có cây các bạn cắn được cái này thì nó sẽ hồi máu chậm hơn, nhưng mà nó ấy được. Chứ còn cái kia uống máu thì nhanh, thế nhưng mà sẽ bị mất. Nên là rồi chúng ta tiếp tục max skill nhảy. Rồi chúng ta cố gắng last hit. Ở đây thì có
Ở Dota 2 thì có một cái khác nữa, đấy là có cancel animation, là một kiểu đây, kiểu này, kiểu farm cử giật đây, kiểu này. Các bạn thấy đây này. Đấy, các bạn ấn S làm sao để làm được như vậy? Các bạn ấn S là các bạn sẽ làm được. Đấy là farm kiểu cử giật. Đôi khi nó có thể dụ đối phương dùng skill hay là gì đấy thì tùy vào các bạn sử dụng cho nó hiệu quả. Rồi. Thật ra thì mình cũng chả giết được nó đâu, nó có blink mà, nhưng mà mình đứng cạnh như vậy tội gì mình không nhảy như là phát cho nó sợ. Bây giờ thì có 500 thì các bạn đi mua cái dép Lào. Dép Lào thì 450. 450 các bạn nhớ, các bạn cố gắng, cái này một số bạn mới chơi hay bị dính cái này, và mình cũng rất là thông cảm và hiểu các bạn thích lên đồ đem để đánh nhau ngay. Thì là dép Lào và giày rất là quan trọng. Có những người không lên giày, không lên dép Lào mà lên may Dagon các kiểu, không hiệu quả đâu. Chứ cũng không phải là ấy. Thì bây giờ các bạn có dép Lào thì các bạn hoàn toàn thể chạy nhanh hơn đối phương. Các bạn có thể là có sẽ có những cái pha ví dụ như là kiểu hổ báo như thế này chẳng hạn. Các bạn nổ máu, cái skill đấy là skill nổ máu và giải debuff, có nghĩa là các bạn bị stun hay là slow gì đấy thì các bạn làm như vậy thì sẽ bị mất cái hiệu ứng skill đấy ở trên người mình. Các bạn dive trụ được tại thời điểm này mình đang khỏe hơn chúng nó, chứ các bạn chưa chơi quen tay thì đừng dive trụ. Cái kiểu chơi của mình đúng ra là hơi láo, nhưng mà hướng dẫn các bạn, nói chung các bạn đừng lên làm thế. Nếu như các bạn mới chơi Dota 2 thì các bạn cũng đừng lên làm thế, dù con gì đi chăng nữa. Thằng này thì nó có blink chả giết được. Các bạn dive trụ mà các bạn tính đem không chuẩn chẳng hạn thì nó sẽ thành thảm họa ngay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mua thêm một cái Bell of Strength, thêm máu. Các bạn thấy là mua Bell of Strength xong, cái này thì nó hơi khác, đây là các bạn nó phụ thuộc vào Agility, Strength và Intelligence các kiểu, là khá là như vậy. Thì khi mà mua Bell of Strength là cái đồ Strength ấy, thì các bạn sẽ có thêm máu. Cái trụ này sẽ từ từ nằm xuống bởi vì các bạn đang lure creep. Ở đây thì các bạn có thể có khả năng lure creep, có nghĩa là dẫn creep, nếu như các bạn khéo các bạn dẫn creep theo ý muốn của mình. Rồi, mình sắp có Power Treat rồi. Thì Power Treat là một item rất là quan trọng với hầu hết những hero mà phụ thuộc vào đánh tay bo, vào đánh đem tay ấy, và đánh chay như này ấy. Thì nó tăng tốc đánh, tăng tốc chạy và có cả máu miếc đại khái rồi. Blink. Tại sao nó lại không làm được gì mình? Bởi vì tại thời điểm này nó chưa có cái gì để làm gì mình cả. Chứ còn tí nữa lết thằng đấy nó có đồ thì mấy cái thằng mà nó sợ mình early thì lết nó lại nó chuyển người lên rồi. Chúng ta thấy được là thôi được rồi. Mình đang thấp máu để một wave, để một đợt nữa. Thằng này nó có skill 20 giây nữa. Thôi được rồi. Từ từ thôi. Không cần phải đánh vội, cứ để nó thấp máu rồi tí nữa mình die, mình giết sau. Rồi, bây giờ thì các bạn đã có cheat rồi. Các bạn có cheat, có tốc chạy, có máu các kiểu. Bây giờ thì các bạn có thể đánh nhau khá là tốt với con Slug này bây giờ. Nên các bạn có level 6. Nói chung là cái land này thì các bạn farm tốt hơn con Antimesh rồi. Antimesh nó yếu lắm mà, early nó yếu. Nó đâu có cái gì đâu. Các bạn nhảy như vậy thì các bạn sẽ ngay lập tức đang bị stun hoặc slow như vậy. Các bạn để ý là khi nào mà nó chuẩn bị dùng skill thì các bạn ấn một cái. Trong tình huống vừa rồi mà mình nhảy được nữa thì sẽ là trên cả tuyệt vời. Thằng này có cái ring. Các bạn thấy à, nó lúc liên tục không sao cả, tí mình lấy level 6 mình regen rất là nhanh. Vãi cứt. Ôi mình miss skill ơi. Ở đây là miss rồi. Cái đệt. Fuck. Rồi. Thằng này có dép Lào nhưng mà nó không chạy nhanh mình bởi vì mình có cheat. Ôi nó chạy nhanh quá. Bỏ.
Rồi nó bỏ chạy hết rồi. Thế cái mình ăn được trụ rồi. Chạy nhanh quá. Xa quá đây nữa. Này rất là kiểu láo. Bây giờ mình có level 6 rồi. Có level 6 có một cái rất là thú vị như này. Đấy là nếu như mà đối phương không có tầm nhìn của mình thì sẽ có regen rất là nhanh. Rồi xong mình rồi. Và bây giờ thì nó vào đây, nó giúp vào đây, nó tìm mình. Thì các bạn cố gắng ở bên này có cái gọi là rồi thôi xong rồi. Cái này gọi là fog. Rồi chịu rồi. Thằng Viper đây nó canh mình. Wow, khi mà các bạn trốn được đi và không có tầm nhìn ấy thì cái regen của các bạn rất là nhanh khi mà các bạn đã có level 6 rồi. Và bây giờ mình quay lại thì mình có thể ăn được cái trụ top rồi, khi mà cái trụ top đã rất là thấp rồi. Rồi bây giờ thì sẽ push vào cái trụ này, chắc chắn là sẽ của mình. Có thêm tiền này các bạn có thể lên Lothar cho con này. Con này lên Lothar rất là hay bởi vì cái skill ulti của nó đã biến mất rồi, thêm cả Lothar đã hai lần biến mất luôn. Má cái thằng này fuck. Bây giờ thì tinh cờ của team đã có giày bay thì nó sẽ hỗ trợ được team rất là nhiều. Đó, cái trụ này bây giờ của mình quá thấp máu để bọn kia có thể đáp được. The enemy's top tower has fallen. Mình cứ ép lane thôi, là kiểu gì anti-mage nó cũng phải ra farm mà. Now you're talking. Rồi bây giờ mình sẽ đi mình tìm kiếm thằng anti-mage nằm ở đâu. Early đây. Nó phải chạy ngay ha. Fuck! Viper mắc cái giáp ấy rất là khó chịu. Ôi nhảy, mười mà nó chạy nhanh. Rồi khi mà không có tầm nhìn thì con này nó chạy rất là nhanh, chạy nhanh hồi máu nhanh. Mình sẽ đi mình ui team chết nhiều ấy. Squish, you're dead. Psst, this way. Mình sẽ để giày Intel để farm cho nó, để regen mana cho nó lẻ. Anti-mage chưa có đồ gì cả. Tiếp tục silencer lên. Giờ thì có thể dụ thằng này. Bỏ chạy. Rồi bây giờ thì mình bỏ chạy. À, mình sẽ đứng farm, mình farm được cục 1400 đã, mình về. You sure? Viper đi gank rất là tốt. Viper đi gank giúp lane, giúp team rất là tốt. Và bây giờ thì nó sẽ lên nó săn mình bởi vì mình đang thấp máu và mana mình rất là thấp. Mình đi mình lấy tí máu đã. Đó thì kiểu gì mà nó chả làm như vậy. Nó chỉ có nó, tất nhiên rồi, bạn thấp máu tìm đối phương vừa mới giết người xong, kiểu gì nó chả đi nó tìm bạn. Cái điều đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra rồi. Right. Bottom is missing. Rồi bây giờ thì mình sẽ mua được cái
Di chuyển gáo rốt qua nó thế. Di chuyển rốt qua nó thế. Không bao giờ ở cái khu vực mà không có tầm nhìn thì các bạn không thể đi cái kiểu được. Và ở bên này thì có gà chuyển đồ. Gà chuyển đồ thì các bạn đôi khi nếu như các bạn không để ý thì sẽ để cho gà chết ngáo thì cũng là một cái tội khó tha thứ. Và bây giờ thì mình sẽ nhảy ra và đi về. Rất là đơn giản vậy thôi. Brio chưa có gì, Artemis chưa có gì. À, mình xanh hơn team đối phương. Team mình thì xanh hơn team đối phương ở lane top, nhưng mà lane bot thì có vẻ cũng thọt đấy. Void cũng chưa có gì thì đúng rồi. Void. Nhưng mà Tinker có vẻ biết chơi. Bây giờ thì mình sẽ mua Tele bắt đầu đi gánh. Gánh Artemis thì hơi khó khi mà nó có Blink, đi gánh con khác. Đặc biệt là con Viper này. Nice one. Rồi bây giờ thì có thể mình lên mình dọa thằng này phần nhiều chứ còn giết nó thì hơi khó. Nó có Blink, bạn cũng chả thể làm gì giết nó được. À, có một cái trick nhỏ nhỏ cho các bạn đấy là cái khi mà các bạn chạy vòng vòng quanh cái trụ này ấy, khi mà các bạn chạy vòng vòng quanh cái trụ ấy thì cái tầm đánh với của những hero tay ngắn ấy nó thường bị như vậy. Thì cái này thì kể cả là đến cả các bạn xem các giải đấu các pro player họ cũng sẽ bị, đôi khi họ cay quá họ muốn kết thúc một cái hero nào đó thì họ thường hay bị cái như vậy. Thế nên là giết. Thải finger nhầm người rồi. Mở lòng. Thằng Finger nhầm người à. Trình độ của support nó ở cái chỗ như vậy. Mình không có tele trong 15 giây nữa này. À, nhưng mà Silencer xuống muộn, không mang tên lê. Thằng này finger anti-mage hơn. Và cũng chả thể tránh được. Finger, mình giết được mạng trong tình huống vừa rồi cũng không vui lắm. Bởi vì đáng lẽ trong tình huống vừa rồi là mình giết được anti-mage. Mình muốn giết anti-mage hơn là... Mình muốn giết Artemis hơn là giết thằng Orc Magi. Giết carry tốt hơn là giết support, cái này là cái... Nếu như mà team chơi hay trong tình huống vừa rồi thì sẽ Void sẽ ra và... Đùa đấy. Tất cả chỉ để ăn trụ thôi. Tất cả chỉ để ăn trụ thôi, riêng sao được. Nếu như mà trong tình huống vừa rồi các bạn không dí lên thì creep nó sẽ đẩy lên và cả hero nữa. Lúc đấy thì nó sẽ có thể deny được trụ. Trường hợp đấy đôi khi sẽ xảy ra. Mình sẽ ra mid mình ăn bởi vì chúng nó đang bận dead bot.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi về và tiếp tục đi gank thằng Artemis này. Tiếp tục. Trận này có lẽ là mình sẽ phải lên Orchid, Lothar và Orchid thì mới mong làm gọi được thằng Artemis này, không phải nói Blink như vậy thì cũng chịu. Sắp có được cho mình cái Lothar rồi. Bây giờ chúng nó muốn gank mình thì chúng nó sẽ phải có khả năng silence hoặc là tun đè nhau. Bớt chết thì mình nghĩ chỉ có orc thôi. Team nó chỉ có orc hoặc sen king làm combo và sau đó orc ra stun đè. Chứ còn một stun thì bây giờ không thể kết thúc được mình, nên là mình có thể tự tin farm cao một tí xíu. Và bây giờ thì sẽ có Lothar. Khá là chậm. Đúng là chậm bởi vì mình chết hai mạng nhảm xịt. Hai mạng mình chết đều nhảm bởi vì mình tham quá. Như các bạn có thể thấy thì dường như cái lane này đấy thằng Orc mình đã bảo rồi, team chỉ có thằng Orc. Thằng Orc có thấy mình ở đâu nó sẽ ở đấy. Nó giống như kiểu là counter nhau vậy. Có cả Brew ở đây. Brew có Blink không? Brew không có Blink thì mình cứ từ từ đi về thôi. Nó chả làm gì được, trừ khi nó có invi của con nào đấy xong rồi đứng ở đây thì. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ chạy về. Regen rất là nhanh, chỉ cần có ulti thôi. Ulti càng level cao mà không có tầm nhìn của đối phương thì đấy cũng là một cái để các bạn để ý. Nếu như mà không có regen nhanh ấy thì có nghĩa là ở đấy có tầm nhìn, có mắt hoặc là invi hoặc bất kỳ một cái gì đấy. Bây giờ thì sẽ laptop. Mà muốn laptop thì cần phải có Tinker. Mà Tinker lên thì đép thoải mái. Sau đó thì mình sẽ, bây giờ thì mình có Lothar rồi, sẽ có thể gây ra bất ngờ với cái Lothar này của mình. Đừng có block tao. Fuck. Rồi, có Viper ra mình sẽ tạm thời lùi. Ôi miss kìa. Tiếc quá. Rồi bây giờ quay lại giết thằng này. Chắc chắn sẽ có mở lồng. Các bạn cố gắng né cái lồng của nó ra thì các bạn có thể dùng skill. Quả đấy thì cũng có thể gọi là KS cũng được. Nhưng mà thật ra cũng không sao bởi vì mình cũng tham gia combat từ đầu mà, nên là bây giờ thì xanh hơn rồi. Các bạn lấy ulti level 2, các bạn sẽ thấy được là nó regen rất là nhanh. Mình sẽ cho các bạn xem là nó regen nhanh như thế nào bằng một cái cách nhỏ nhỏ. Đấy là mình sẽ vào Roshan. Roshan nó giống như một con quái vật là khỏe nhất trong cái game này vậy. Nó sẽ đấm mình mấy cái, chắc chắn là mình sẽ mất khoảng nửa mình. Các bạn thấy bây giờ mình sẽ đừng bass tao đến chết, nhục lắm. Các bạn thấy là ví dụ 200 máu bắt đầu là sẽ mất tầm nhìn của tất cả đối phương. Bắt đầu regen rất là nhanh, 45 như vậy. Đó. Thì chứng tỏ là ở khu vực này không có mắt của đối phương thì nó mới regen nhanh như vậy, nó chạy nhanh như vậy. Thì đấy cũng là một cái cách để các bạn có thể hiểu thêm về con Slug này. Trận đấu này thì mình sẽ lên Orchid bởi vì team kia có Brewmaster, Anti-Mage, Sand King, có mấy con kiểu rất là khó chịu, nó có skill để có thể bay, chạy, nhảy các kiểu ấy. Thì trận này mình sẽ lên Orchid. Bây giờ thì mình có thể bán cái Coolman Shield rồi, nó cũng muộn rồi, nó không cần thiết nữa rồi. Mình sẽ lên để slot còn mua Tele. Orchid là item mà không làm cho tăng hơn, nhưng sẽ làm cho bạn có regen mana rất là nhanh và có khả năng silence đối phương. Mình biết ngay sẽ có combat ở đây boss nữa.
Blink đi, Blink đi, Blink đi. Nó kích đẹp. Cho gì vậy chơi? Mình cay con Viper này. Mình cay con Viper này vãi trưởng luôn. Cay con Viper vãi trưởng luôn. Thằng voi di chuyển là thằng voi đánh kém, nó không biết blink, nó không biết blink đi quả đấy. Quả đấy kể cả nó mở lồng cho nó blink đi hay nó blink thì nó quay lại nó mở lồng cũng được, làm gì cũng được. Thì bây giờ các bạn có thể có thêm một cái là ở Dota 2 nó có một cái shop ở bên lề đường như thế này, các bạn có thể mua một số cái item cần thiết cho bản thân. Cái này thì các bạn có thể đốt máu thoải mái, sau đó thì lại chạy trốn đi để có thể regen lại cái lượng máu đã mất. Rồi, silencer chết. Four staff hay mechanism này. Illusion. Rồi bây giờ thì các bạn lùi lại và nó mất sai cả regen rất là nhanh, chạy cũng rất là nhanh chứ không kể regen không. Chạy rất là nhanh và khi mà lên orchid thì cũng không lo về vấn đề mana. Wow. Và team có blink. Tốc biến. Team đánh rất là ghê. Thôi bây giờ mình hết mana rồi, không có gì nữa thì đổi sang giày Intel lấy một ít mana mà tele về. Các bạn có thể sử dụng giày power treat một cách nó uyển chuyển đi thì nó sẽ là của monster kill các kiểu ấy. Rất là tẩm lợm này. Đánh rất là kinh này. Tinh cờ rồi mở lòng. Con thằng này có thể hút mana nhưng nó không làm và có thể là bị trụ bắn chết này. Lion đấy không được từ đầu mình chỉ cần nhìn cái cách xử lý thằng này lao lên giải quyết được vấn đề gì. Đây là Viper rất là dốt. Nó rất là dốt, nó người không biết đánh ấy, chỉ cần qua một vài cái cách xử lý hay là có thể mình biết được, bởi vì mình cũng chơi Dota 2 lâu rồi và lại mình cũng xem giải nhiều. Bây giờ thì nó sẽ bắt đầu dep mid, có thể là có, nếu như thằng nào ra farm cao mình có thể gây ra bất ngờ. Ba thằng này thì từ sẽ đó. Nó bắt đầu di chuyển lên cao này. Các bạn có thể gây ra bất ngờ. Ui ôi, để nó ulti thế. Rồi các bạn trốn đi, regen, các bạn đứng regen rất là nhanh. Và sau đó thì các bạn sẽ hóng hớt để làm những cái kiểu như thế này. Người ta gọi là vét má. Tiếp tục thì là thằng này. Người ta gọi là vét má. Đấy thì chơi Slug là phải lại chơi như vậy thôi. Chơi Slug cái regen nó rất là nhanh. Các bạn thấy là các bạn mất gần như chết rồi, các bạn chạy vòng vòng một lúc cho nó kiểu như là tụt máu, kiểu như là nó regen lại, các bạn lại quay lại các bạn. Đấy, KS khác mà vét má khác. Cái trong tình huống vừa rồi là team không làm gì được nữa rồi và ok, tôi xuất hiện ở đấy, tôi là người ăn mãng. Nếu như không có tôi thì đã không giết được Anti-Mage. Đấy là cả cái gọi là cái tầm nhìn combat. Thì các bạn hoàn toàn có thể đó, thì các bạn lên Orchid. Bây giờ thì có thể solo kill bất kỳ một thằng nào. Kể cả là Viper. À, bây giờ thì regen của các bạn sẽ lên cực kỳ ghê, 100 máu mỗi giây. Thì chỉ cần 10 giây là full bình. Và các bạn ấn F2, F3, F4 như mình đã setup cái hotkey của mình để mang đồ lên. Và chim sẽ bay rất là nhanh để đưa đồ. Thì cũng có ý kiến cho rằng ở Dota 2 là
chơi combat chậm và cái game nó chậm thật ra cũng không hẳn. Nó rất là đa dạng, chơi chậm được, chơi nhanh cũng được, bởi vì là có chim có gà nên là cái việc dồn combat liên tục, đồ đưa lên và đánh nhau thì là cái điều không cần phải bàn. Bây giờ có Orchid rồi, hoàn toàn có thể sẽ có những pha solo kill. Rồi thằng này sao dám ở lại. Mình sẽ đi xem có thằng nào ngáo hay không. Vâng, có lẽ là có rồi. Có lẽ là có rồi. Không được rồi, không được rồi, không được, không được. Đông quá. Đấy các bạn lại chạy đi. Đợi chút xíu, 2 giây, 1 giây gì đó này. Các bạn lô tha quay lại. Sắp có Orchid rồi. Chắc chắn là thằng này có thể chết. Cố gắng chạy đi, không được à, đông quá. Các bạn thấy là quá đông ấy mà. Wow, giết được thằng Artemis là mình sướng rồi. Mình cũng thoải mái thôi, team owning win. Một mình lao vào giữa vòng địch chưa có ulti. Nhưng mà mình rất là cay nào cũng giết được đấy. Có gì đâu. Void chơi rất là chậm, chúng ta thấy được 30 phút mà chỉ có mỗi Battle Fury, Master Madness. Thằng này go permanent khoảng tầm 350 gần 400 sau trận đấu này, mình nghĩ là như vậy. Rồi thì bây giờ mình có thể lên Yasha tăng tốc đánh hoặc này nọ, hoặc là các bạn có thể lên Basher cũng được đấy, các bạn thích lên Basher hoàn toàn có thể lên Basher. Trận này Basher những cái đồ mà lockdown đối phương, không để đối phương chạy nhảy bay. Nói chung trận này thì mình nghĩ là thắng rồi. Rồi bây giờ thì các bạn đi solo kill thôi. Mình nhắc lại một lần nữa là với những bạn mới chơi, các bạn chưa có cái biết được hết skill đối phương và skill của mình, thì các bạn đừng đánh cái kiểu của mình trong mấy phút vừa qua. Nếu như gặp phải team mà họ cũng mới như các bạn mà các bạn thì là có thể là cả team các bạn sẽ chết. Đừng dive trụ hay là này nọ, trừ khi các bạn đã biết chơi một tí xíu. Mình thì mình dive là bởi vì mình cái kiểu chơi của mình và mình cũng biết chơi rồi thì nó dễ hơn. Mình kiểu đai vớ va vẩn, không kiểu lao đi này nọ. Có thằng chuẩn bị lên đây à, nó rẽ sang hướng kia. Ok, mình lại rẽ sang hướng kia, mình chơi cùng với nó. Có thằng nào đi lên không? À, các bạn có lùi lại à, rất là ổn định rồi. Regen máu rất là nhanh. Thì ngoài ra các bạn có thể chơi theo một số kiểu như thế này. Thật ra thì các bạn không nên làm cái này. Mình thì mình hay thích làm mấy cái kiểu này. Đó là các bạn kiểu đi vào gây bất ngờ. À nó lùi rồi, nó chạy rồi. Các bạn đi trốn. Ở bên Dota 2 có Fog, người ta gọi là kiểu sương mù ấy, góc nhìn ấy, nên là các bạn có thể tận dụng tối đa những cái này để có thể tạo bất ngờ đối phương. Đó, các bạn Orchid không cần Orchid nữa. Bây giờ thì đã ổn định rồi, hoàn toàn ổn định rồi. Ê, bây giờ thì rep rồi, chả còn điều gì để nói cả. Thì bây giờ các bạn hưởng thụ chiến thắng đầu tiên của tất cả các bạn vào Dota 2 vậy. Các bạn thấy là bây giờ là chúng nó đang có tầm nhìn mình, regen chỉ có 6 gì đấy rồi. Các bạn trốn đi cái 100 máu mỗi giây. 100 máu mỗi giây. Đó thì nói chung là với cái chỉ số mạng, cái level 20 rồi, mình hoàn toàn vượt trội level so với lại
rồi, nó cây S rồi. Đang tình cờ một cây S, đừng hỏi luôn. À, lượng đồ, lượng farm cũng được. Go per minute của mình trận này khoảng rơi vào tầm khoảng 500, mình nghĩ là như vậy. Và bây giờ thì các bạn lên cái gì cũng được, chả quan trọng. Trận này nó xong rồi, nó GG, nó ổn định rồi. Các bạn có thể lên Yasha, lên Dragon gì đấy các bạn muốn. Gần như bây giờ bất tử rồi, trừ khi chúng nó orchid đầu. Hoặc là mình, các bạn hoàn toàn có thể kiểu invi. Tình cờ rất là khỏe rồi. Bọn kia nó chạy đi, nó trốn rồi. Đây người ta gọi là Red Fountain. Thì trận đấu này một mình tình cờ 16 mạng. Các bạn thấy được là đánh quá kinh. Thằng này thì chắc chắn là chơi Dota rồi. Làm gì có chuyện mới mà lại mình cũng chọn là những người đã. Rồi là đi regen máu. Để trốn trốn ở góc này regen máu cho nó lẹ. Không mình đứng này nguy hiểm. À, em yêu. Kinh địch. The enemy's top tower has fallen. Nếu như bạn cảm thấy một tay chơi nào đấy mà đánh hay ấy, các bạn có thể là giúp cho nó kiểu như được ghi nhận ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể comment người ta để người ta đánh, người ta cảm thấy vui và đánh hay hơn, để có thể giúp cho họ cảm thấy vui hơn khi đánh Dota 2 và đánh hay hơn. GG's middle barracks has fallen. The enemy's middle barracks has fallen. You now have mega creeps. The enemy's middle tower has fallen. Radiant victory. Victory. Rồi, chiến thắng đầu tiên. À, vâng, go per minute của mình 500. Đó, như mình đã nói về, trong khi đó thì Faceless Void mình đoán là 450. 500 nhưng mà nó lên 450 có thể là đoạn cuối nó vào nó mega kill này nọ. Cái party kia là party 3, các bạn thấy là có thể là tinh cờ là người biết chơi rồi, nó đang hướng dẫn cho thằng Lion với thằng Faceless Void chơi Dota 2. Các bạn thấy được là Faceless Void và Lion đánh không tốt, nhưng mà nó party một người đánh rất là tốt, chứng tỏ là có vẻ như đây là một kiểu gọi bảo bạn bè ơi vào chơi Dota 2 đi, tao gánh mày này nọ. Thì cũng thường xuyên có những cái chuyện này nó xảy ra. Thì Go permanent của mình đoán cho mình thấy chuẩn nhất 500, đúng 500. Ok, và chúng ta có một cái bundle gì đấy đang gạ gẫm vèo, đã gạ gẫm mua, mình mua này nọ để có mini patch rồi immortal treasure rồi các kiểu, nhưng mình đã mua rồi cho cái nick khác của mình thì mình không có tiền mua nữa, hết tiền rồi thì Void đừng gạ gẫm nữa. Các bạn có thể vào Armory và đã có đồ, các bạn hoàn toàn có thể mở hòm. Đây là cái hòm, sau này thì hòm cứ 10 level 1 thì các bạn có quyền mở ra và có những cái item này nọ. Mình thì mình không có xài nên là mình offering hết. Cái này không xài được và cũng không make offering được. Vâng, thì đó thì wow, đã xong tập đầu tiên của series series của Pew Pew.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video sau của Pew Pew. Các bạn có muốn hỏi thêm gì về Dota 2, cách bet, cách biết thì các bạn hãy comment ở dưới video hoặc là inbox vào fanpage cho Pew Pew, hay là đơn giản là xem stream Pew Pew và chat lên mấy dòng. Nhưng mà chat lên ở stream thì nói chung là bây giờ thì hơi khó đọc, bởi vì là tối nào cũng 1.000 người xem và người ta spam spam spam, nó cuốn lên thì không thể đọc được hết. Nhưng mà mình thì mình cũng cảm thấy vui thôi, chứ mình cũng không thích chat lúc nào cũng phải quá nghiêm túc và spam. Nhưng mà lịch sự thì cũng giống như là văn hóa của những người xem stream nước ngoài về, họ spam nhưng mà rất là buồn cười. Nhưng nó một cái hoàn toàn vui, giống như chúng ta đi ra ngõ và ngồi chém gió với nhau ở quán trà chanh vậy. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mình một lần nữa, mình là Pew Pew.